Thưa quý vị, thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật, trong ngày 31 tháng 7, cả nước ghi nhận 8.624 ca mắc mới, trong đó 4 ca nhập cảnh và 8.620 ca ghi nhận trong nước. Tại thành phố Hồ Chí Minh là 4.180 ca, Bình Dương là 2.075, Long An 544, Đồng Nai 456, Khánh Hòa 335, Đồng Tháp 146, Tiền Giang 123, Bà Rịa Vũng Tàu 115, Bình Thuận 75, Cần Thơ 72, Tây Ninh 72, Phú Yên 58, Đà Nẵng 55, Vĩnh Long 48, Hà Nội 46. Như vậy, tính đến chiều ngày 31 tháng 7, Việt Nam có 145.686 ca mắc, trong đó có 2.239 ca nhập cảnh và 143.447 ca mắc trong nước. Và đã có 4 trên 62 tỉnh, thành phố đã trải qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới, đó là Yên Bái, Điện Biên, Quảng Ninh và Bắc Cạn. Thưa quý vị, UBND tỉnh Đồng Nai sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh thêm 15 ngày, bắt đầu từ 0 giờ ngày 2 tháng 8 đến ngày 15 tháng 8. Người dân được yêu cầu thực hiện nghiêm khuyến cáo không ra đường từ 18 giờ hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau. Tất cả doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện biện pháp phòng chống dịch theo một trong ba phương án gồm 3 tại chỗ, sản xuất tại chỗ, ăn tại chỗ, nghỉ ngơi tại chỗ, một cung đường, hai địa điểm hoặc linh động cùng lúc hai phương án. Các cơ sở hộ kinh doanh đồ ăn thức uống, kể cả mua hàng mang về, tạm dừng cho đến khi có thông báo mới. Trước đó, Đồng Nai đã áp dụng giãn cách xã hội toàn tỉnh theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ từ 0 giờ ngày 9 tháng 7. Thành phố Hà Nội đã thiết lập vùng cách ly y tế toàn bộ phường Trương Dương, quận Hoàn Kiếm trong thời gian 14 ngày kể từ 0 giờ ngày hôm nay, sau khi ghi nhận một trường hợp F0 là dân quân đang thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn. Để kịp thời ngăn chặn nguồn lây trong cộng đồng, phường Trương Dương tiến hành phong tỏa, lập các chốt chặn toàn bộ các lối ra vào phường, ghi nhận của phóng viên VTC1. Thưa quý khán giả, kể từ 0 giờ ngày 31 tháng 7 đến 0 giờ ngày 14 tháng 8 thì Hà Nội tiến hành phong tỏa phường Trương Dương do có dân quân tự vệ làm việc tại chốt phong tỏa mắc COVID-19. Theo đó thì trong thời gian này, người dân phường Trương Dương không được tiếp xúc với người khác, không được ra khỏi vùng cách ly trừ trường hợp phải chuyển cơ sở khám chữa bệnh theo quy định hoặc như là những trường hợp khác. Những trường hợp các hộ gia đình và cá nhân không tuân thủ theo yêu cầu cách ly sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật. Từ 9 giờ sáng ngày hôm nay thì lực lượng chức năng đã lập chốt tại đầu phố Trương Dương Độ, cầu Đất, đường Bạch Đằng và đoạn dốc Văn Kiếp. Hiện tôi đang có mặt tại điểm chốt đầu phố Trương Dương Độ. Như quý khán giả cũng có thể thấy là nội bất xuất ngoại bất nhập, đồ cung ứng tiếp tế được mang đến bởi người thân và các shipper thuộc các đơn vị khác nhau như là Ahamove, Vietnam Post đều phải để ở phía ngoài và chỉ được di chuyển vào trong thông qua lực lượng chức năng hoặc là người dân tự ra ngoài lấy. Theo báo cáo thì nam dân quân bị nghi mắc COVID-19 có triệu chứng sốt, ho và tiêu chảy. Ngày 29 tháng 7 thì anh được lấy mẫu và cho kết quả dương tính với nCoV. Phường Trương Dương hiện nay thì có khoảng 40.000 dân và từ hôm 29 tháng 4 đến nay thì phường này ghi nhận 17 ca dương tính, trong đó nhiều ca chưa rõ nguồn lây và nhiều ca thì không có biểu hiện dịch tễ. Cần siết chặt việc di chuyển của người dân từ thành phố Hồ Chí Minh về các địa phương. Đây là đề xuất của nhiều chuyên gia tại cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 diễn ra chiều hôm nay do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì. Theo thông tin từ Bộ Y tế, số ca mắc COVID-19 hiện nay ở các tỉnh phía Nam vẫn tăng và chưa có dấu hiệu dừng lại. Các tỉnh hiện nay đang chia làm 3 xu hướng: tăng rất cao, tăng cao và ổn định. Trong thời gian thực hiện chỉ thị số 16, số người từ thành phố Hồ Chí Minh trở về các địa phương vẫn rất đông và khó quản lý. Vì vậy, để phòng chống dịch được triệt để, cần quản lý chặt việc di chuyển của người dân, khuyến cáo người dân không nên tự di chuyển bằng xe cá nhân. Cái hình thức người dân đi thì phần lớn nhiều chỗ không kiểm soát được. Các bạn về cũng không có tổ chức, thế rồi có trong số đó cũng có những người đã bị nhiễm SARS-CoV-2, mắc COVID-19. Thế rồi trên đường đi thì có thể là tại tập trung, lây lan lẫn nhau. Nên là chúng tôi nghĩ rằng trong lúc này là chúng ta không nên về và chúng ta nên ở lại và thực hiện đúng cái việc mà phong giãn cách theo cái của chính quyền thành phố Hồ Chí Minh. Hiện Bộ Y tế đã phân bổ cho thành phố Hồ Chí Minh hơn 3 triệu liều vaccine và tiêm được cho khoảng 1,5 triệu liều. Về vấn đề này, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Y tế làm việc với thành phố Hồ Chí Minh làm rõ tiến độ tiêm vaccine và phải đáp ứng đủ vaccine cho địa phương này, tạo miễn dịch cộng đồng nhanh nhất có thể. Chúng ta ưu tiên cao nhất cho khu vực này có vaccine. Cùng với đó thì Bộ Y tế đảm bảo cái nguồn vaccine để đảm bảo theo đúng tiến độ của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề ra. Chúng
chúng ta sớm đạt được miễn dịch cộng đồng. Bên cạnh việc bố trí đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine để đảm bảo triệt để cho công tác phòng chống dịch, Ban chỉ đạo kiến nghị Thủ tướng kéo dài giãn cách theo chỉ thị số 16 tại 19 địa phương thêm 14 ngày. Lãnh đạo các địa phương tùy thuộc vào tình hình xem xét kéo dài 7 hay 14 ngày và có thể nới lỏng tại một số vùng an toàn của tỉnh. Thực tế cho thấy chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động phối hợp với các tỉnh thành để đưa người dân hồi hương, cũng đã có nơi tổ chức đưa đón bằng xe khách với cách làm bài bản. Nhưng nhiều địa phương còn khá bị động và chưa có những phương án cụ thể cho vấn đề này. Đó là nguyên nhân khiến nhiều người lựa chọn con đường tự tìm cách di chuyển dù biết là tiềm ẩn nhiều bất trắc. Là sinh viên ở trọ tại thành phố Hồ Chí Minh, hành trang về Phú Yên của hai chị em chỉ là 200.000 đồng và sự liều lĩnh. Tuy nhiên vì quy định phòng dịch, người dân từ thành phố Hồ Chí Minh không được về quê bằng phương tiện cá nhân nên hành trình hồi hương đã thất bại. Ở lại ở không được rồi, em hết tiền ăn rồi, còn 200 ngàn à. Ở lại thì cũng đeo đủ, ăn đâu. Thì hôm giờ thì cũng con đồ ăn, rau đồ à. Em cũng khó khăn. Lại giờ thì mượn được 1 triệu đi Tết, hết 800 ngàn rồi, giờ còn 200 ngàn đủ đồ tiết trang gì à. Đây chỉ là một trong hàng ngàn trường hợp người dân khó khăn khi muốn hồi hương do ảnh hưởng từ dịch bệnh. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ hai chị em 500.000 đồng. Và tìm sự hỗ trợ khác, bởi từ quê nhà Phú Yên đã có chủ trương tạo điều kiện đón người từ thành phố Hồ Chí Minh trở về. Tuy nhiên chủ trương vẫn còn chưa đến được không ít người dân trong cơn dịch bệnh. Bây giờ là không được đi phương tiện cá nhân để đi về quê. Đó, các em muốn về quê thì em phải liên hệ với chính quyền địa phương tại nơi tụi em cư ngụ. Chính quyền địa phương cũng sẽ có trách nhiệm liên hệ với tỉnh của em, gần như là các tỉnh nào cũng có chuyến xe hỗ trợ bà con về đó, phải liên hệ đi. Theo quy định của chỉ thị số 16, người dân không được dùng phương tiện cá nhân để về quê, nên số lượng người dân kẹt lại thành phố Hồ Chí Minh còn rất nhiều, rất đông trong số họ buộc lòng phải tự túc phương tiện tìm cách trở về quê mẹ dù muôn vàn khó khăn, gian nan, thậm chí là vất vả trên quãng đường hàng trăm cây số. Bên cạnh đó, chỉ một số ít tỉnh thành tạo điều kiện thông qua các hội đồng hương để tổ chức đón người dân với sự hỗ trợ của chính quyền thành phố Hồ Chí Minh và lực lượng quân đội. Ban liên lạc chúng tôi đã phối hợp với các cơ quan để xây dựng kế hoạch chi tiết, rồi phối hợp với các cơ quan đơn vị tại thành phố Hồ Chí Minh để hỗ trợ cho bà con về quê một cách tốt nhất. Trong giai đoạn dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tạm ngừng hoạt động. Do vậy, được trở về quê hương lúc này là nhu cầu chính đáng, nhân văn và cũng là cách giảm tải cho thành phố Hồ Chí Minh với áp lực từ Covid-19. Quận đã tiến hành một cái cuộc khảo sát và nhận thấy là có khoảng 30% người dân đang từ các tỉnh thành đang sinh sống làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể từ quận Bình Tân là có mong muốn được trở về quê. Thì cũng từ đó thì trên cơ sở đó thì quận đã lập kế hoạch để đưa những người dân có nguyện vọng được về quê. Trước đó thì lực lượng vũ trang, trong đó có Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tổ chức nhiều chuyến xe chuyên dụng trắng đêm đưa người dân về quê, tránh tình trạng ùn tắc ở các chốt giáp ranh. Tuy nhiên nếu không có sự phối hợp của các tỉnh thành với Thành phố Hồ Chí Minh một cách đồng bộ và nhanh chóng thì sẽ có nhiều hoàn cảnh bế tắc trong cơn đại dịch.